Chào mười ha, đây là mình cái show cạc cái mười ha, cái mạc cái mười của 2020 ha, cạc này là cạc mới nhất của cái dòng này ha, thì mình sẽ đập hộp cho anh xem mà, mình cũng mới mua về, mới mua từ trên chỗ từ trên cửa hàng về ha, thì giá nó tầm 1 triệu mấy ha, 1 triệu 1, 1 triệu 1, 1 triệu 2 đó ha. Thì nó có 1, 2, 3, 4 màu ha, 4 màu này. À, này hàng của hồi trước là thấy chữ Trung Quốc không à? Bây giờ thấy chữ tiếng Anh rồi ha. Đây hộp sạc K10 chắc là của chắc là nghe bộ phận bán hàng nó nói là được livestream được 5 năm thiết bị ha. 5 thiết bị cùng một lúc. Ha, livestream được. Nói chung là mình mua này mua về bóc siêu cho nó đẹp này đó, bóc siêu đó. Livestream được trên điện thoại nè, trên máy tính nè, đó mình mua về chữ livestream trên phần mềm OBS á, phần mềm được OBS livestream, livestream mình OBS ha, đó. Hộp thì cái này mình lựa cái màu vàng vàng, màu xanh xanh lé, tại vì mình hộp với màu xanh lé đó, hộp màu xanh lé, hộp màu đỏ, mà ở cửa hàng này nó có toàn màu xanh thôi, nó có toàn màu xanh dương thôi. Hộp này nó có cái hàng này nó có toàn màu xanh dương, chắc ông chủ quán ông hộp màu xanh dương sao ông mua toàn hộp màu xanh dương rồi ông lấy hàng thôi. Đó, đây thì đây bóc hộp bóc này, đây bên này nó có một cái, bên này nó có một cái hộp ha, đợi mình bóc ha. Cái này mình mới chạy xe về luôn nè, mình mới chạy xe về mình mua hộp này nè, dưới mình livestream bán hàng. Livestream bán hàng ok không? Chứ cũng thích, mình thích công nghệ mà không thích hai công nghệ ha. Đó tùy hộp cái 10 ha, chờ xíu mình bóc tem ha. Đó cái hộp nó nè, 2008 đến 2019 luôn, cái 10 đi rồi XOX. Ở trên này nó có recording nè, karaoke, hát nhạc, G chat có hết luôn ha. Hộp này quá nổi tiếng rồi, nó nhỏ gọn lắm ha. Rồi chờ xíu đó mình bóc ra mình cho bạn xem ha. Đây đây là sản phẩm nó đây ha, đó hộp chỉ có xanh dương thôi ha. Xanh dương thì trong hộp nó có, chị chắc là cái máy nè, hai máy nè, máy là nó đỡ một cái tem tem 10 năm này không, quen lấy tem 10 năm từ năm 2009 2019 nè, 10 Julili đây là đỡ máy bên ha. Trong hộp trong hộp này có BCA ha, có một cái túi chống ẩm nè, rồi sách hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng đây, đây. Đó, tùm lum ha. Rồi đây có cộng dây 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 nguồn nè, dây nguồn nối máy tính nè ha, thì một cộng này nối máy nè, còn cộng này nối với máy tính, còn cộng này là cộng jack B.5 nè, jack B.5, còn một cái cộng jack dắt gì này nè, chả biết không biết dắt, chả biết cái dắt gì đó, ba cộng dắt ha. Đó là full hộp ha. Thì ra đây là full hộp của máy nè, đó nó vậy thôi. Rồi giờ mình test test máy thử ha. Đó thì trên này nó có một cái bật bóng ha, nguyên siêu nó luôn nè, thì nó có một cái bật bóng ha, bật bóng đây. Thì trên này có một bộ bóng ha, XOX10 XOX10 mode series gì đây. Đó. Đó XOX group. Cái mã âm tầm trong này nè. Thấy này gì siêu rồi, mà cái triệu bạc ha, 800 900 ngàn triệu bạc á. Đây, trên này là toàn bộ máy móc ha. Một máy là ba cộng dây cáp. Rồi các bạn đã theo dõi video của mình ha. Đây đập hộp ở đây kết thúc ha.